Câu hỏi ứng xử bị chỉ trích của Miss Grand Thái Lan 2023. Một câu hỏi không phù hợp đã gây xôn xao Twitter với hashtag ban Miss Grand Thailand 2023 vào hôm ngày 30 tháng 4, ngay sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu. Trong vòng chung kết của cuộc thi sắc đẹp diễn ra tối ngày 29 tháng 4, các thí sinh được hỏi sẽ chọn ai làm thủ tướng tiếp theo của Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hoặc Phó Thủ tướng Prayut Wongsuwan, theo The Nation Thái Lan. Các câu trả lời sau đó khiến khán giả không hài lòng. Ví dụ, một số thí sinh nói rằng mình chọn Prayut vì ông lớn tuổi hơn, trong khi những người khác cho rằng không nên bầu những người quá già. Tuy nhiên, sự chỉ trích vẫn chủ yếu nhằm vào câu hỏi của ban tổ chức. Nhiều người dùng Twitter cho rằng câu hỏi hoàn toàn không phù hợp với chương trình và cũng không giúp các thí sinh thể hiện tiềm năng của mình. Thậm chí, một số người còn cáo buộc ban tổ chức lợi dụng câu hỏi này để trục lợi, cố tình gây tranh cãi. Vương miện cuối cùng thuộc về Thawipon Alfin Chamrat, người đã vượt qua các thí sinh đến từ 77 tỉnh thành. Ao sẽ đại diện Thái Lan dự thi Miss Grand International 2023 tại Việt Nam vào cuối năm nay. Ngay từ những buổi họp báo đầu tiên cho đến đêm chung kết, Miss Grand Thái Lan 2023 đã nhiều lần bị lên án vì cố tình gây tranh cãi để câu view. Trang phục của Hoa hậu Elva Waraha và các thí sinh trong cuộc thi bị chỉ trích hở hang quá mức, phản cảm. Chủ tịch cuộc thi Nawaz Isarizizo có nhiều phát ngôn gây sốc như quyết định trao 10 vương miện cho top 10 Miss Grand International 2022 hay quát mắng một thí sinh. Trong giờ ăn trưa, Miss Grand Thái Lan 2023 không phải là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên có câu hỏi ứng xử gây tranh luận. Miss Grand Việt Nam 2022 cũng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đưa ra câu hỏi phức tạp cho thí sinh, mai ngô. Hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào? Trong một bài phân tích năm 2016, The Atlantic nhận định trả lời ứng xử là phần thi phi lý nhất trong cuộc thi Hoa hậu. Còn trong bài viết hồi cuối năm 2021, Business Insider cho rằng các câu hỏi về vấn đề chung chung chỉ làm mất thời gian và đánh gục những người phụ nữ thông minh. Thành đạt. Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 Katrina Gray, một trong những hoa hậu có câu trả lời ấn tượng nhất tại cuộc thi sắc đẹp, nói rằng ứng xử là phần thi khó khăn, căng thẳng và khiến các thí sinh ám ảnh, lo sợ nhất. Khó khăn ở chỗ cuộc thi chỉ cho bạn chưa đầy một phút để suy nghĩ và nói. Nhưng nếu đó là một câu hỏi cần nhiều lý giải, nhiều lập luận để chứng minh hoặc nếu phải cân bằng các ý kiến trái chiều thì sao? Thực sự rất khó. Chúng tôi thậm chí còn không thể hoặc chỉ cho tôi một giây thôi, tôi cần phải suy nghĩ thêm về điều đó, Ray chia sẻ.